Xin chào các anh chị. Hôm nay tôi hướng dẫn các anh chị ôn thi môn kinh tế học hoặc kinh tế vi mô. Anh chị lưu ý là tôi không có giảng bài lại, mà đây chỉ là hướng dẫn ôn thi. Tôi nhấn mạnh những cái điểm mấu chốt mà thường là những cái kết luận quan trọng, chứ không phải là diễn giải như là đang giảng môn học.